Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Đây, hôm nay là ngày 15 tháng 3, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đầu tiên xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái cơm lê nha các anh chị, một cái cơm lê chậu tàu. Đây, cơm lê này cơm lê chậu tàu chuẩn xưa ha các anh chị, đồ này đồ Trung Hoa dân quốc ha, cuối thanh đồ Trung Hoa dân quốc. Đồ này 7 80 năm trên. Đây tất cả đều là vẽ tay, tích là tích bát tiên ha các anh chị. Đây, tích bát tiên. Các anh chị xem. Rất là đẹp luôn, vẽ tay ha các anh chị. Chôn rất là già. Đây các anh chị xem. Rất là đậm nha các anh chị. Đây có cái dĩa nè các anh chị. Đây xem cái dĩa. Các anh chị xem. Dĩa này là dĩa miệng vốn ha các anh chị. Đây các anh chị xem, nước men rất là già luôn ha. Em xin đo kích thước và chiều cao. Giờ em đo cái dĩa trước đi ha các anh chị. Nói chung là cái này nhiều người ta ra ta tách ra ta bán chậu riêng, dĩa riêng. Còn này mình cơm lê mình có sao mình bán vậy ha các anh chị. Đường kính rơi vào là 25 cm ha, cái dĩa này đường kính 25 cm và nó có chiều cao rơi vào làm như là 4.5 cm ha các anh chị. Đây, để cái chậu lên các anh chị xem. Đây, đây thì có đường có chiều cao rơi vào là 22 cm, chiều cao 22 cm tại những cái đốt tre các anh chị, những cái đốt tre này là nó nhô lên ha, cái này là cái đốt tre ha các anh chị. Chiều cao đường kính thì rơi vào là 24 cm và lọt lòng rơi vào là 19.5 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2.4 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, tất cả đều là vẽ tay chuẩn xưa. Tiếp đó thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái ché đông chiều ha anh chị, một cái ché đông chiều cuối vạn ninh đầu đông chiều ha. Ché này bao các anh chị là chuẩn xưa, độ 50-60 năm trên ha. Cái ché này thì có chiều cao rơi vào là 35 cm, chiều cao 35 cm, ché là ché gồng ha các anh chị. Tình trạng của cái ché này là lành đẹp hết chưa, lành đẹp hết các anh chị. Cái này là vô cơm lê luôn. Đây chuẩn xưa ha các anh chị, một cái ché gồng chuẩn xưa, tất cả các mặt bọm nó đều là còn nguyên hết trơn luôn. Ở đây là có 4 mặt bọm, ché này là ché đông chiều ha các anh chị. Đây đông chiều Vạn Ninh. Đây các anh chị, đây xem. Em xin giao lưu cái ché này với giá là 1.8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 1.8 triệu bao ship, chiều cao là 35 cm ha. Đây tất cả đều là vẽ tay. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái hũ gia lưu vuốt tay rất là nặng, rất là đẹp luôn ha các anh chị. Tất cả đều là đắp nổi, hai cái tay này cũng là đắp luôn ha các anh chị. Đây, một cái ché thọ. Cái này cái chóe cái bình bông gì cũng được hết trơn ha anh chị. Gia lưu ha. Mà sau đây là mặt bọm gồng đây, mặt bọm gồng. Các anh chị xem. Các anh chị xem đây. Đó. Cái hũ này thì có chiều cao rơi vào hũ gia lưu này có chiều cao rơi vào 25 cm. Chiều ngang rơi vào là 25, cao 25, ngang 25, tại hái này nó bè ra là các anh chị. Đường kính miệng rơi vào là 10 cm các anh chị. Cái này thì nó có tình trạng như thế này. Đây, cái này là đường lõi lò. Đường lõi lò hả anh chị? Các anh chị xem. Đây, cái hũ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850 ngàn. Bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 850 ngàn, bao ship. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái dĩa 1962. Đây hai dĩa lá thêu 1962, dĩa này rơi vô là dĩa màu luôn hả anh chị. Tình trạng là cái chỗ này là nó bị lỗi men tí ha. Lỗi men cỡ nửa hạt gạo. Để các anh chị xem 1962 ha. Đây, các anh chị cô bác nào mà sinh năm 1962 hoặc là ông bà mình á, mình mua về tặng hay mình trưng tủ cũng rất là ok. Dĩa là dĩa màu hả anh chị, dĩa là dĩa màu. Đường kính rơi vào là 15 cm, 300 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Hai dĩa này 300k bao ship đến các anh chị và cô bác, nước men còn đẹp lắm. Tiếp đó thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chậu biên hòa size mini ha. Cái chậu này biên hòa size mini này có chiều cao rơi vào là 9 cm, đường kính rơi vào là 14.5 và lọt lòng rơi vào là 11.5 cm. đây chậu này chậu mini nha các anh chị, chậu cò mini ha. Đây đây chậu cò mini màu tím ha các anh chị. Đây em xin giao lưu đến các chị và cô bác với giá là 300k ha, 300 ngàn bao ship ha. Tiếp đến xin lên cho các chị và cô bác là một cái âu cây mai ha, một cái âu cây mai tình trạng là lành đẹp luôn ha anh chị, một cái âu cây mai tình trạng lành đẹp. Đây các chị có xem chôn ha, chôn không có lủng lỗ ha. Đây cốt rất là già luôn, các chị xem bên trong. Cái này là tết là người ta dán liễn thôi các chị, chứ nó lành đẹp chứ không phải là dán mà chia khuyết điểm gì đâu ha. Đây cái này là mặt bọm nè các chị, xem mặt bọm ha, mặt bọm. Tích này là tích gồng phụng ha các anh chị, gồng phụng ha. Đây con phụng nè các anh chị, đây con phụng. Đây. Con này là con gồng, lông phụng ha. Cái này nó rất là nhiều mẫu luôn anh chị, nhầm cái âu thì rồng không, nhầm cái âu có con gà rồi có tùng nai, có con gồng nói chung ha. Đây,
tùy theo tích, tùy theo giá ha anh chị. Đây cái âu cây mai này xin giao lưu đến anh chị và cô bác với giá là 2 triệu bao ship ha, 2 triệu bao ship đến anh chị và cô bác. Có chiều cao rơi vào là 16 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 17.5 cm ha anh chị. Đây 2 triệu bao ship đến anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho anh chị và cô bác là một cái tỉnh nước mắm mắm Kiết Tường ha. Đây một cái tỉnh nước mắm Kiết Tường, cái tỉnh này rất là, nói chung là đồ hiếm thì nó không phải nói là đồ hiếm, mà nó cũng rất là nổi tiếng. Đúng rồi, cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng ha. Đồ này đồ lấy theo chuẩn xưa luôn ha các anh chị. Đây chuẩn xưa luôn. Cái này là tại nó bụi thôi ha các anh chị. Đây tại bụi thôi chứ thật chất ra nó bóng lưỡng nha. Đây những đặc biệt cái tỉnh nước mắm này là bốn cái đeo nó còn nguyên, bốn cái đeo nó còn nguyên hết trơn ha các anh chị xem chôn ha. Đây chuẩn xưa ha các anh chị, 70-80 năm trên. Các anh chị cứ sạch vô là nước mắm Kiết Tường thì các anh chị sẽ thấy những cái chóe như những cái tỉnh như thế này. Tình trạng của nó là cái miệng nó có một cái phía trong mà có bị vẫy đen tí, bị vẫy phía trong đen tí ha. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây cái tỉnh nước mắm này 1,8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát minh khổng lồ ha. Đây một cái bát minh, một cái bát chữ bùa to khủng khiếp luôn. Đây các anh chị xem tình trạng của cái bát này rất là nhẹ ha các anh chị. Ở đây là một cái đường tóc ha, cái này là tóc chứ không phải ra mảnh dán lại ha, một cái tóc chữ V, tóc chữ V ha. Đây cứ gõ mạnh luôn không sao. Đây đó tóc chữ V với mấy cái đường gạn như thế này, với mấy cái đường gạn như thế này ha các anh chị xem. Mấy cái này gạn là gạn mờ thôi. Đây một cái bát chữ bùa rất là khủng khiếp luôn. Ở phía trong đây có mọc luôn nè các anh chị, phía trong đây có mọc luôn ha. Đây chiều cao của cái bát này thì rơi vào là 11.5, chiều cao là 11.5, đường kính thì rơi vào là 25.5, đường kính 25.5. Cái bát này rất là tròn nha các anh chị chứ không bị vên nha. Đây rất là tròn không bị vên. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 4 triệu bao ship ha. Những cái bát này bây giờ rất là hiếm rồi. Đây tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái dĩa lái thiêu chiều cao là 6 cm và đường kính rơi vào là 25 cm, một cái dĩa nông cũng rất là sâu. Đây các anh chị xem dĩa lái thiêu màu, các anh chị xem phía trên sao nước men rất là bóng khỏe luôn. Tình trạng là nó có bị vẫy men hai cái này, đây hai điểm này ha. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 300.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Đường kính tới rơi vào 25 cm ha các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái dĩa ung chính ha các anh chị. Đây một cái dĩa ung chính nè, ở trong đây thì nó có ghi là bảo tàng văn hóa Việt ha các anh chị. Đây một cái dĩa ung chính nè, chuẩn ung chính giấc biển ha các anh chị. Đồ này đồ có đi, cái này là chắc đi triển lãm nè, này đi triển lãm mới có những cái tem như thế này. Ở xem đây là cái những tất các anh chị xem là các ám họa vẫn còn nguyên ha, các ám họa vẫn còn nguyên. Đây cái dĩa ung chính này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 1,2 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nhạo thanh phố ha các anh chị, một cái nhạo thanh phố chuẩn cổ ha. Đồ này đồ cuối 19 ha, cái nắp thì nắp còn nguyên hết trơn nha các anh chị, nắp là nắp còn nguyên lành đẹp ha. Đây còn cái này là cái thân của nó, đây cái thân của nó là ngay cái dồi đây bị vẫy ha các anh chị, không có dán dồi ha, dồi là dồi ghim, quay cũng là quay ghim, ở đây là lỗi men tích là lông ẩn ha các anh chị xem. Cái nhạo này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,5 triệu bao ship ha. Đây các anh chị tư duy ha, cái này là mua của người ta thì ta nói là riêng 100%, nhưng mà hai cái màu, cái đậm cái lạc ha. Đây các anh chị xem tư duy ha các anh chị, đây các anh chị xem đó, cái nắp như thế này, nhưng mà cái nắp này là dẫn để vô là vừa khích ha các anh chị, 1,5 triệu bao ship. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tượng, đây một cái tượng là Phật Đản ha các anh chị. Đây một cái tượng Phật Đản gốm Biên Hòa. Đây chiều cao cái tượng này thì to lắm nha các anh chị ơi, cao là 60 cm, chiều cao cái tượng này 60 cm ha các anh chị. Đây đế sen và cái tượng ha các anh chị, đây các anh chị xem cái này là cốt gốm luôn nha, chứ không phải là keo AB dán vô đâu nha các anh chị, cốt là cốt gốm luôn chứ không phải là keo AB dán vô ha các anh chị xem. Một cái tượng Phật Đản ha các anh chị, chiều cao là 60 cm. Tình trạng của cái tượng này là lành đẹp ha các anh chị, tình trạng lành đẹp. Ở đây hơi nó bị hơi chốc men tí nè, phải chốc men luôn, không dính nước sơn nha các anh chị. Ở đây là dính nước sơn, đây rất là đẹp luôn, dòng gốm Bạch Định nha các anh chị. Em xin giao lưu cái tượng Phật Đản này với giá là 3,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 3,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Cái này là có nhu có cầu ha các anh chị, này là thủ công mỹ nghệ ha, chứ không phải là mua thần bán thánh ha các anh chị.
Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một con cua lái thiêu ha, một con cua Cà Mau lái thiêu ha. Đây các anh chị thấy không, gạch son nó rõ ràng không các anh chị. Cua này là cua còn xanh ha. Cái này là mới mua nhà tam chưa vệ sinh ha các anh chị, chưa vệ sinh gì hết luôn. Ở đây là còn cái tổ ong nữa nè, còn cái tổ ong ruồi ở đây. Cua cũng khá là to ha. Đây. Tình trạng của nó là phía sau của nó thì nó có mấy cái đường mà răng gạn ha các anh chị. Đây có mấy cái đường gạn như thế này. Đây em xin đo kích thước ha. Tình trạng là đẹp 99% đấy. Chiều cao thì rơi vào là 8 cm, chiều cao là 8 cm. Chiều ngang thì rơi vào là tầm là khoảng có 25 cm ha các anh chị. Còn chiều sâu như thế này thì rơi vào chuẩn luôn là 17 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000đ, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 800.000đ, bao ship đến các anh chị và cô bác. Món đồ tiếp theo là xin lên cho các anh chị và cô bác một cái án mang lục ha. Đây, một cái án tàu mang lục ha các anh chị. Một cái án là chuột sa hũ nếp ha, ba con chuột, ba chú chuột rất là đẹp luôn. Để các anh chị xem. Tình trạng của cái án này là lành đẹp ha, ở dưới chôm là có chám mang luôn ha các anh chị. Đây, còn ba cái chân, ba cái đế của nó đây là ba cái đế mặt lăn. Ba cái đế lăn nha các anh chị, ba cái đế lăn. Đây, vững như kiền ba chân ha các anh chị. Ủa đây có cái lỗ nha các anh chị ơi, đây có cái lỗ ha, cái này nó cái án, đây cái lỗ hay là lỗ ghim luôn. Vậy là chậu ha. Vậy là cái chậu nha các anh chị, vậy là cái chậu ha, lỗ là lỗ ghim ha các anh chị. Đây ai tuổi con chuột thì mua cái này về trồng cây ok luôn. Rất là nặng ha, rất là nặng, men lục. Chiều cao thì rơi vào là 19 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 19, cao 19, đường kính miệng 19 ha. Cây này những cây thước dây là em không có mua, bởi vì không có đo dòng bụng được ha. Bụng này thì to lắm ha, to khủng khiếp luôn. Em xin giao lưu cái án ba con chuột này với giá là 1,5 triệu, tao ship đến các anh chị và cô bác ha. 1,5 triệu, tao ship đến các anh chị và cô bác ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái hũ rượu Nhật ha, một cái hũ rượu Nhật. Cái này là trong cái món, trong cái lô đồ lộn xộn này. Đây. Cái bình rượu ha, đồ mới ha các anh chị, đồ cũng như đồ mới vậy thôi. Đây các anh chị, một cái bình rượu Nhật ha. Đây ở đây có chữ Nhật này, đây. Đó. Cái gì các anh chị về đựng nước hay đựng gì cũng được ha. Nó rất là hít luôn nha các anh chị, nó rất là hít luôn. Đây, cái hũ này 200k, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chú vịt rất là dễ thương luôn, một cái chú vịt Nam Bộ Zalo. Đây, chôm nè các anh chị, chôm rất là già luôn ha. Đây, một cái chú vịt ha, cái quai sách. Cái này nó tựa như cái bình trà vậy anh chị, nó tựa như cái bình trà vậy. Đây nó có chiều cao thì rơi vào là 18 cm, chiều ngang như thế này thì rơi vào là 20 cm. Thôi lắc thay ghế. Đây, một cái bình như một cái bình trà vậy anh chị, Zalo ha, rất là nặng luôn, hàng vuốt tay đắp tay. Xin Zalo nhanh đến các anh chị và cô bác với giá là 650.000đ, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 650k, bao ship. Tiếp đến em có hai cái dĩa thanh phố. Đây, thanh phố và thanh lý luôn ha các anh chị. Đây, một cái dĩa là dĩa này là dĩa ám long, một cái dĩa ám long. Đồ tất cả đều là đồ cuối 19 với một cái dĩa là bát nhã tâm kinh. Đây các anh chị xem. Tất cả đều là thanh phố ha, hai cái dầm ha, cái này gọi đúng là hai cái dầm ha. Ví dụ như cái dĩa này đi, cái dĩa ám long này thì có tình trạng nó phớt ở đây nè các anh chị. Đây nó có tình trạng nó phớt ở đây. Đây em chỉ gõ ha các anh chị, phớt ở đây. Đó. Còn cái dĩa bát nhã tâm kinh này, phớt cái đường miệng là các anh chị đây. Đây. Một dĩa này xin giao lô đến các anh chị và cô bác với giá là 900.000đ một dĩa ha. Một cái dầm như thế này, một cái dầm thanh phố chuẩn cổ cuối 19, một dầm 900.000đ, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây, cái này các anh chị đừng trả giá giúp em ha. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác đây. Những cái món đồ này cũng đẹp lắm. Đây một cái chu đậu ha các anh chị, một cái hộp phấn chu đậu. Đây. Rất nhiều nhà sưu tập chơi là những cái hộp phấn chu đậu ha. Tình trạng của nó là vô cơm lê và lành đẹp ha. Tình trạng vô cơm lê, lành đẹp ha. Cái này giống như là một cái quả bằng. Đây, rất là đẹp ha. Tất cả minh văn, không phải tất cả những cái ám họa, những cái nước nét vẽ và nước men vẫn còn sáng bóng luôn. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000đ cho một cái món đồ lý trần chuẩn cổ ha các anh chị. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị một cô bác là một cái dĩa lái thôi thiêu có minh văn ha, dĩa lái thiêu có minh văn. Đây, minh văn 4 chữ ha, cái này thì chưa dịch ha. Tình trạng của cái dĩa này là lành đẹp ha, chỗ này thì nó lỗi men ha, lỗi men là do khi nó sản xuất ra nó để lại, còn ướt á, nó dính lại với nhau. Đây, bình thường ha anh chị, không có bị lỗi lầm gì luôn.
một cái dĩa mini ha, về đựng hạt dưa, hạt hướng dương ăn chơi. Đường kính thì rơi vào là 13 cm, đường kính rơi vào 13 cm. Cái này bán nó có giá thì do là những cái dòng chữ Minh Văn rồi đó, chứ thật chắc không có dòng chữ Minh Văn, không có gì thì nó cũng chả có giá, dù nó xưa nó cổ luôn. Đây, dĩa này 400.000, bao ship đến các anh chị và cô bác. Đường kính 13 cm ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái lọ hít ha, một cái lọ hít Trung Hoa Văn Quốc ha. Đây, một cái lọ hít Tàu chuẩn xưa 60-70 năm. Hiệu đề là chiếc lá ha, hiệu đề là chiếc lá. Cái này là cái hồ lô ha các anh chị, một cái lọ hít ha các anh chị. Đây, rất là nhỏ luôn. Cái lọ hít hồ lô này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 750.000, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 750.000, bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái dĩa lái thiêu tích người ha. Không, hai dĩa này dĩa lái thiêu, hai cái dĩa lái thiêu tích người, nó dòm có mi trang đồ Đà Lạt cho các anh chị. Tích là một là như là Hồng Lâu Mộng hoặc là Thí Kiều Kim Trọng, Thí Kiều Thiếu Văn vậy đó. Đây các anh chị, đây có người, có ngựa, có Minh Văn, có đình luôn ha các anh chị, có cái máy đình luôn. Đây hai dĩa ha, tình trạng lành đẹp 99%. Có cái dĩa này nó bị khờn miệng ha, đây khờn vành chút. Hai dĩa này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 200.000, bao ship đến các anh chị và cô bác. Món đồ cuối cùng xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái hũ Zalo, tiếp tục là hũ Zalo. Đây, Minh Văn ha anh chị, có Minh Văn, hai con còng đâu vô nhau ha, hai con còng mà như cái vai gì qua vậy các anh chị. Cái hũ Zalo này có chiều cao rơi vào là 16 cm, chiều cao 16 cm ha anh chị. Đây, còn chiều ngang qua như thế này thì rơi vào là 13 cm. Xin giao lưu nhanh đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000, bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây, hết được không? Cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác.